Xin chào các bạn. Đối với các bạn trẻ có ý định du học Úc 2017 thì chọn trường là công việc quan trọng đầu tiên và trước hết cần làm. Nhiều bạn đi học rồi mới hối tiếc về sự lựa chọn của mình. Nhưng việc chuyển đổi trường học tại Úc lại không phải vấn đề dễ dàng. Vậy làm sao có cách chọn trường phù hợp khi du học tại Úc? Đúng với ước mơ và nguyện vọng của mình nhưng cũng phù hợp với điều kiện tài chính của gia đình. Làm sao để có thể học được ở những nơi uy tín, chất lượng đào tạo cao mà chi phí không quá cao? Đây ắt hẳn là câu hỏi của tất cả các bạn du học sinh trong khi chọn trường. Tùy từng đối tượng khác nhau mà có các trường đại học phù hợp khác nhau. Sau đây Tân Đại Dương sẽ chỉ ra cho các bạn cách chọn trường phù hợp khi du học Úc. Đa số các bạn học sinh sinh viên thường thắc mắc về cách chọn trường phù hợp khi du học tại Úc. Vì ở Việt Nam thì sẽ không rõ về tình hình ở Úc như thế nào. Thì hôm nay Tân Đại Dương sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm cho bạn như sau. Trước hết, để chọn trường phù hợp khi du học tại Úc là bạn sẽ chọn trường theo thế mạnh chuyên ngành mình theo học. Ở Úc có tất cả 39 trường đại học, trong số đó có 37 trường công lập và 2 trường tư thục. Trong số 39 trường này, có 8 trường được xếp vào danh sách các trường nổi tiếng tại Úc, còn được gọi là nhóm GA. Nhiều trường trong số này được xếp vào trong số 300 trường đại học nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, không nên quá chú trọng đến xếp hạng thứ bậc của các trường, mà hãy tìm hiểu kỹ thế mạnh của mỗi trường dựa trên chuyên ngành mà mình theo học. Ví dụ, ở tiểu bang New South Wales, Đại học Khoa học Công nghệ UTS Insurance nổi trội về chuyên ngành máy tính. Trong khi đó, Đại học McWise lại khá mạnh về chuyên ngành thương mại và kinh doanh. Đại học Sydney vốn nổi tiếng về đào tạo luật, trong khi Đại học New South Wales lại có thế mạnh về công nghệ thông tin. Sau đó bạn có thể chọn trường có những xếp hạng cao như Australian National University hoặc là University of Melbourne, University of Sydney, University of Queensland, University of New South Wales, Monash University, University of Western Australia, McGrath University, University of Newcastle, La Trobe University, Curtin University and James Cook University, và còn rất rất nhiều những trường có thứ hạng cao ở Úc. Tiếp theo là chọn trường theo điều kiện tài chính của gia đình. Tài chính là một vấn đề quan tâm số 1 khi bạn có kế hoạch du học. Bạn nên chọn trường phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình để đảm bảo cho quá trình du học của mình được đảm bảo xuyên suốt và không xảy ra bất kỳ gián đoạn nào. Một số trường đại học uy tín nhưng có chi phí thấp hơn, ví dụ như Học viện Kinh doanh và Công nghệ Kent, Học viện Holmes, Đại học James Cook, Brisbane, Đại học Ballarat, Đại học Victoria. Đồng thời, bạn nên tính đến các yếu tố khác như giáo sư nơi bạn có ý định theo học, vùng miền và văn hóa, con người nơi đó. Việc chọn lựa kỹ lưỡng luôn mang đến kết quả tốt nhất cho quá trình xin visa của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tìm đến các công ty tư vấn du học cũng là một lựa chọn hay. Bởi vì các nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm xử lý nhiều hồ sơ học sinh sẽ giúp bạn tư vấn trường phù hợp với tài chính và nguyện vọng về ngành học, trường học, thành phố bạn muốn đến. Nhưng bạn nên nhớ đừng ỷ lại vào các công ty du học. Bởi vì sau khi được tư vấn thì bạn nên tự tìm hiểu thêm về trường học đó, xem nó có thực sự phù hợp với mình hay không. Hơn nữa, khi bạn đã hiểu kỹ lưỡng về trường của mình học thì chắc chắn bạn sẽ có sự chủ động hơn khi đặt chân đến nước Úc. Để được tư vấn trực tiếp và cụ thể hơn về vấn đề cách chọn trường phù hợp khi du học tại Úc hay để được hỗ trợ thủ tục hồ sơ xin visa du học Úc tỷ lệ đậu cao nhất, chọn trường cao đẳng đại học du học Úc tại tất cả các bang thì các bạn có thể liên hệ với công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, Tân Đại Dương, địa chỉ công ty chi nhánh quận 1, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, điện thoại 0838484879 và địa chỉ ở quận 5 là 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại 0838382080 và chi nhánh tại Nha Trang, số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, điện thoại 0583514036. Xin chào các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v.
Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.